11 tác dụng của cây lạc tiên. Hiện nay, bên cạnh các phương thuốc Tây y thì các phương thuốc Đông y vẫn đang được nhiều người lưu giữ và phát triển. Dựa vào đặc điểm và công dụng của các loại cây thảo dược, con người đã áp dụng vào việc chữa bệnh. Nhờ vậy, nhiều loại cây xung quanh chúng ta vẫn nghĩ là vô dụng nhưng lại có nhiều công dụng không ngờ, đặc biệt là cây lạc tiên. Vậy cây lạc tiên là cây gì, tác dụng và cách dùng của cây này ra sao? Bài viết hôm nay, Sức khỏe tự nhiên sẽ giúp độc giả nắm rõ. Cây lạc tiên là cây gì? Cây lạc tiên trong nhân gian còn gọi là cây nhãn lồng hay cây chùm bao, hồn tiên, long châu quả, vân vân. Đặc điểm hình thái, sinh lý của cây lạc tiên là loại dây mọc leo, thân mềm và có nhiều lông mềm, thân rỗng, lá mọc so le có hình tim, lá kèm rách ở mép, mép lá lượn sóng và sẽ thành ba thùy, thì ở giữa cao hơn hai thùy bên cạnh. Tua cuốn mọc từ nách lá, có tràng phụ hình sợi màu tím, hoa màu trắng, quả lạc tiên dài 3 cm, có hình trứng, vỏ mỏng, quả mọng, bao bởi lá bắp, tồn tại như một cái bao ở ngoài. Khi chín màu vàng và có thể ăn được, rất thơm ngon và bổ dưỡng. Nhiều nơi còn hái ngọt và dây lạc tiên non để luộc ăn hoặc nấu canh giúp giải nhiệt tốt. Thu hoạch vào mùa xuân. Lá bắp của cây này có các bãi bắp côn trùng, trên đó chảy ra chất dính kèm theo enzyme tiêu hóa. Nhưng người ta chưa biết liệu cây có tiêu hóa côn trùng bị mắc bẫy hay không, hay chỉ sử dụng vũ khí này làm cơ chế bảo vệ hoa và quả của cây. Đây vẫn là một chủ đề gây tranh cãi và nghiên cứu của các nhà nghiên cứu về cây ăn thịt. Bộ phận dùng: toàn cây. Phân bố: loài liên nhiệt đới, mọc hoang khắp nơi, leo quặng ở các bãi trống lùm bụi, cũng thường trồng ở các vườn thuốc. Thu hái: thu hái toàn cây, phơi khô. Thành phần hóa học của cây lạc tiên: trong cây có chứa các hạt chất như alkaloid, flavonoid, saponin. Tính vị: lạc tiên có vị ngọt và đắng, tính mát, có tác dụng tiêu viêm và lợi tiểu. Chủ trị: an thần, gây ngủ. Dùng trong các trường hợp mắc các bệnh như bệnh tim hồi hộp, tâm phiền muộn, mất ngủ, có thể dùng lá tươi ăn dưới dạng nấu canh hoặc dùng dưới dạng thuốc sắc riêng. Ngoài ra có thể kết hợp với lá sen, lá vong nêm, ngải tượng, củ bình voi. Giả nhiệt độc, làm mát gan, được dùng trong trường hợp cơ thể mất nước hoặc đau mắt đỏ. Cách dùng, chỉ định và phối hợp: ngọn non của cây lạc tiên được hái về để luộc hay nấu canh, quả chín vàng ăn ngon và ngọt. Lạc tiên được dùng trị suy nhược thần kinh, mất ngủ, ngủ hay mơ, phụ nữ hành kinh sớm. Còn được dùng trong điều trị ho, phù thủng, viêm mũi da, lỡ ngứa, lết ở chân. Liều dùng: dùng từ 8 đến 16 gram dạng thuốc sắc, dùng ngòi đun nước rửa và giã cành lá tươi để đắp. 11 tác dụng của cây lạc tiên. Cây lạc tiên có rất nhiều công dụng trong việc bảo vệ sức khỏe, trong đó điều trị các bệnh như suy nhược thần kinh, mất ngủ, khó ngủ. Hiện nay, tỷ lệ người mắc bệnh mất ngủ ngày càng tăng, tuổi càng cao thì hay bị mất ngủ. Đồng thời, người mà bị căng thẳng, lo âu do áp lực công việc và cuộc sống cũng rất khó ngủ. Khi ngủ không đủ giấc sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, ẻ oải, không tập trung làm việc được. Thậm chí nhiều người còn uống thuốc an thần để ngủ, nhưng điều đó không tốt. Cây lạc tiên được đánh giá là cực kỳ tốt cho hệ tuần hoàn cũng như tim mạch. Lạc tiên 8 đến 16 gram sắc uống, dùng riêng hoặc phối hợp với lá vong, lá dâu, tam sen nấu thành cao lỏng. Mỗi ngày dùng 2 đến 5 gram, chia nhiều lần uống, nên uống trước khi đi ngủ. Vấn đề da liễu như bệnh viêm da. Người mắc bệnh ngoài da thường xuất hiện các nốt mụn, mẩn ngứa, ngứa ngáy khó chịu, thậm chí có thể bị gãy lửa, xuất hiện nhiều vết lửa lét ở chân tay và khắp các bộ phận, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng sống. Bạn sẽ không cần phải sử dụng bất cứ loại thuốc uống hay thuốc bôi da nào khác, chỉ cần uống nước quả lạc tiên hoặc nước sắc cây lạc tiên mỗi ngày sẽ giúp nhanh chóng khỏi bệnh. Cây lạc tiên có tính mát, vị ngọt nên có công dụng thanh nhiệt và giải độc cơ thể cực tốt, giúp trị nóng trong người. Chính vì vậy sẽ giúp loại bỏ tất cả mụn ngứa, vết thương sớm lành.
Thậm chí người ta còn tắm nước lạc tiên để phòng các bệnh ngoài da. Bệnh ho. Đối với những người bị bệnh ho do phế nhiệt, khi uống nước sắc từ cây lạc tiên sẽ giúp thanh nhiệt và chữa ho hiệu quả, vừa an toàn mà không cần tới thuốc kháng sinh. Bệnh kiết lỵ, tiêu chảy. Người thường xuyên bị kiết lỵ chứng tỏ hệ tiêu hóa không tốt. Nếu kéo dài sẽ gây mất nước trầm trọng, người mệt mỏi, gầy gò và thiếu sức sống. Các thành phần có trong cây lạc tiên lại được đánh giá là rất tốt cho hệ tiêu hóa. Vì vậy, nếu bị tiêu chảy hay kiết lỵ thì bạn chỉ cần dùng 60g quả lạc tiên đem rửa sạch, đem sắc lấy nước uống, cho thêm đường, ngày uống 2 lần trước khi ăn. Người bị ho do phế nhiệt. Những người bị nóng trong người diễn ra trong thời gian dài sẽ dẫn tới ho. Nếu để tình trạng kéo dài sẽ dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Để nhanh chóng loại bỏ tình trạng này thì người bệnh chỉ cần uống nước sắc cây lạc tiên mỗi ngày, hoặc có thể nấu lạc tiên thành dạng cao lỏng và uống hàng ngày, bệnh sẽ khỏi. Chứng mệt mỏi, căng thẳng lâu dài. Trong thành phần cây lạc tiên có chứa nhiều vitamin, nhất là vitamin B2, giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể, duy trì một sức khỏe tốt, chống stress. Hái 300g lạc tiên, cả lá, dây, quả, đem phơi hay nắng, hoặc sao thổ cho vàng. Thêm 200g rau bắp và 100g rau má, sau khử thổ vừa héo, cho vào ấm đất cùng 500ml nước, 1 phần 4 muỗng muối hạt, sắc còn 200ml nước, chia uống 2 lần trên ngày vào các buổi trưa, tối, kiên trì uống trong vòng 7 ngày, sẽ có tác dụng an thần, chống stress. Viêm da, ghẻ ngứa. Để điều trị dứt điểm, dùng dây lá lạc tiên với lượng vừa đủ, đem nấu nước tắm và rửa. Bài thuốc an thần có tác dụng trợ tim, ngủ được êm, dịu thần kinh. Mất ngủ là hiện tượng rất phổ biến hiện nay. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ kéo đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng như suy nhược, người mệt mỏi, ệ ỏi, không tập trung, v.v. gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn. Để điều trị tình trạng này, bạn cần dùng hạt sen 12g, lá tre 10g, cỏ mộc 15g, lá dâu 10g, lạc tiên 20g, vong nêm 12g, cam thảo 6g, xương bồ 6g, bá nhân sao 10g, đổ 600ml nước, sắc còn 200ml nước, uống ngày 1 lần. Làm nước giải khát có tác dụng mát và bổ. Cách làm nước giải khát từ cây lạc tiên như sau. Quả chín càng thơm, 0,5kg. Bổ đôi, nạo hết ruột, ép và lọc lấy dịch quả. Đường trắng 250g, hòa với 1 lít nước đun sôi để nguội. Đổ dịch quả vào nước đường, trộn đều. Nước quả lạc tiên trứng có mùi thơm đặc biệt, vị hơi chua, chứa nhiều vitamin, nhất là vitamin B2, rất tốt cho cơ thể. Chữa lỵ. Dùng quả lạc tiên 60g, rửa sạch, sắc lấy nước, pha thêm đường, chia 2 lần uống trước bữa ăn. Ở những người cao tuổi, thường xuyên mắc các chứng đau nhức chân tay, phụ nữ tiền mãn kinh hay nổi giận, có thể uống nước cây lạc tiên mỗi ngày để loại bỏ tình trạng đó, giúp cơ thể dễ chịu hơn, ăn ngon và ngủ tốt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đau khớp nhức nhói, ngày ngày tưởng chết đi sống lại cũng khỏi tiệt với bài thuốc từ gừng và muối. Nhiều người bị đau lưng, đau gối, đau vai hay thoát vị đĩa đệm, tưởng chết đi sống lại cũng đều được chữa khỏi nhờ bài thuốc trị đau khớp vừa đơn giản vừa rẻ tiền này. Tất cả chỉ với muối rang gừng và hành tây thôi các chị ạ. Mẹ chồng em bị đau đốt sống cổ nặng lắm, chạy xuống làm tê liệt cả tay, chân. Bà thường xuyên mất ngủ, than đau đớn và buồn bực vì tay không cử động được. Cả nhà cũng lo lắng theo. Chồng em hễ nghe ngóng ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi là cũng đưa mẹ em đi chữa, mà chẳng có kết quả khả quan. Nhiều đêm thấy bà nhăn nhó, trằn trọc không ngủ nổi vì đau đớn, em cũng sốt lắm mà không biết giúp thế nào.
May thay một hôm được chị đồng nghiệp mách cho bài thuốc chữa khớp bằng muối rang. Thấy nguyên liệu và cách làm đơn giản quá, em Bằng về thử áp dụng ngay cho mẹ chồng. Không ngờ ngay từ lần đầu tiên làm đã thấy bà kêu người soạn khá hơn. Kiên trì trong hơn một tuần thì triệu chứng giảm đau hẳn. Hơn một tháng sau thì tay bà hết tê, có thể cử động thoải mái. Thấy hiệu quả thật sự nên em chia sẻ lên đây. Mẹ nào bị đau khớp hoặc có người thân bị thì làm thử ngay nhé, đơn giản lắm ạ. Cách làm bài thuốc chữa đau khớp với muối rang. Chuẩn bị: một chiếc túi vải, nửa cân muối hạt, gừng và hành tây. Cách làm: rang nửa cân muối hạt trong khoảng 10 phút đến khi nóng già, rồi đổ vào túi vải. Muối nên chứa khoảng 2/3 diện tích, có thể di chuyển. Cắt thêm vài lát gừng và hành tây cho vào trong túi vải cùng muối rang. Đắp túi muối rang còn nóng lên vùng khớp bị đau, lật qua lật lại. Khi muối nguội, lại đổ ra rang lại cho nóng rồi tiếp tục đắp lên phần khớp bị đau. Muối có thể tái sử dụng nhiều lần cho đến khi bị rang cháy đen, còn gừng và hành tây thì thay mới cho mỗi lần trường. Lưu ý là muối rang rất nóng, bạn nên dùng nhiều lớp vải khác để lót lên phần khớp định chườm. Muối nguội đến đâu thì tháo lớp lót ra dần đến đó. Nếu có lò vi sóng, bạn cũng có thể làm nóng muối bằng lò vi sóng thay vì rang trên bếp. Bài thuốc nên thực hiện mỗi ngày một lần, liên tục chườm muối rang cho đến khi dấu hiệu đau giảm hẳn thì có thể giảm tần suất trừ muối. 2. Công dụng của muối trong việc chữa đau khớp. Muối là một loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình, nhưng muối cũng là vị thuốc giúp chữa bệnh viêm khớp, tràn dịch khớp rất hiệu quả. Muối rất hút nước khi có độ ẩm, nhưng khi rang giòn thì tính chất hút nước sẽ không còn. Trong đông y, muối vào ba kinh thần: tâm, vị, tác dụng tả hỏa, thanh tâm lượng huyết, nhuận táo, dẫn các thuốc vào kinh lạc làm chất gây non, chữa viêm họng, đau răng, rửa vết thương, vân vân. Muối cũng có tác dụng tốt với các loại bệnh đau nhức khớp đầu ngón bàn tay, bàn chân, các dạ thấp, ra mồ hôi tay, viêm dây thần kinh ngoại vi, vân vân. Tác dụng theo cơ chế: nóng giãn, lạnh co cục bộ. Vì trong thành phần có các muối, các cation dương và natrion âm giúp cân bằng sự sống của cơ thể. Khi chườm muối rang trộn với gừng để điều trị đau lưng cấp, hoặc khi rang muối bỏ vào túi vải thô chườm vùng rốn để điều trị đau bụng cấp, muối sẽ hoạt động theo cơ chế trao đổi các cation và natrion như một chất điện phân. Theo phương pháp điều trị y học cổ truyền, khi cho các bệnh nhân ngâm vùng khớp bị đau trong muối sống với nước, tất cả đều cho biết có cảm giác dễ chịu, thoải mái. Với những vùng không thể ngâm nước, có thể điều trị với muối khô bằng cách rang nóng trộn với lá trải, ngải cứu, gừng, lá nang trắng, hạt hành tây gói vào giấy báo, hạt túi vải đắp lên vùng da. Đây là một phương pháp điều trị đơn giản, dễ làm, lại không tốn kém, ai cũng có thể làm tại nhà. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đổ bia vào tỏi, làm theo cách này, 10 ngày sau bạn đã có ngay thần dược cho cả nhà. Trong những năm gần đây, tỏi đen được xem là siêu thực phẩm bởi công dụng có thể phòng ngừa và chữa được nhiều loại bệnh, đặc biệt là ung thư. Song giá thành của tỏi đen lại không hề rẻ chút nào. Dù vậy, bạn hoàn toàn có thể tự tay làm được tỏi đen tại nhà với phương pháp cực đơn giản, giúp bạn tiết kiệm chi phí mà vẫn tạo ra những mẻ tỏi đen an toàn, hiệu quả dưới đây. Tỏi thường đã rất tốt cho sức khỏe, nhưng tỏi đen còn tốt hơn nữa. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng hàm lượng hoạt chất chống oxy hóa của tỏi đen cao hơn rất nhiều so với tỏi tươi. Do đó, chúng có tác dụng ngăn chặn các bệnh có liên quan đến quá trình rối loạn trao đổi chất trong cơ thể, làm giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu, hạn chế quá trình lão hóa, giảm xơ cứng động mạch, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, giúp ăn ngon, tăng cường sức đề kháng.
Tỏi đen là một sản phẩm của quá trình lên men và làm chín sinh học tỏi tươi thông thường bằng nhiệt độ cao. Màu đen của tỏi là màu tự nhiên do hợp chất melanoidin được hình thành trong quá trình lên men tỏi tươi. Khi tỏi tươi trải qua quá trình xử lý nhiệt trở thành tỏi đen sẽ mất đi hoàn toàn mùi hăng khó chịu, có vị ngọt đặc trưng và dai mềm khi ăn. Chính vì những công dụng tuyệt vời trên đây nên tỏi đen được bán trên thị trường với giá thành rất cao, dao động từ 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng một ký. Tuy nhiên, để có thể tiết kiệm chi phí và đảm bảo giá trị dinh dưỡng có trong tỏi đen, bạn hoàn toàn có thể tự làm tỏi đen tại nhà vô cùng đơn giản. 1. Tỏi đen đạt chuẩn phải đảm bảo được những công dụng gì? Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh tác dụng sinh học có thể chữa được bệnh của tỏi đen. Dịch chiết xuất từ tỏi đen có hiệu lực mạnh trong việc kháng lại các tế bào ung thư. Loại dịch này được hình thành trong quá trình lên men, tạo ra các dạng chất của tetrahydro, carbolin và các hợp chất sunfu hữu cơ, giúp chống lại sự sản sinh của các gốc tự do, nguyên nhân chính gây ung thư, và ức chế quá trình peroxy hóa lipid cao hơn trong tỏi thường rất nhiều. Đặc biệt, hàm lượng hoạt chất SAC có công dụng làm giảm sự phát sinh của khối u ruột kết có trong tỏi đen cũng cao gấp 8 lần so với tỏi thông thường. Hoạt chất chống oxy hóa tăng đến gấp 25 lần so với tỏi tươi, bao gồm cả vai trò bảo vệ DNA khỏi sự phá hủy của các dạng oxy, hoạt động vốn là tác nhân chủ yếu gây ung thư. Tỏi đen tác động đến các yếu tố gây ung thư bằng cách ức chế sự nhân lên của tế bào khối u. Cơ chế tác động không trực tiếp gây độc cho tế bào, mà gián tiếp thông qua con đường kích thích đáp ứng miễn dịch, loại bỏ khả năng di căn của các tế bào khối u. Bên cạnh việc phòng ngừa ung thư, tỏi đen còn có thể hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường và các bệnh về đường huyết. Các axit amin, glycine giúp hạ đường huyết, kích thích bài tiết insulin, điều hòa đường huyết. Tỏi đen không chỉ đơn thuần làm thức ăn mà còn được các nhà khoa học bào chế ra nhiều loại thực phẩm, loại thuốc chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, chứa các nguyên tố vi lượng và thành phần dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đây được xem là chìa khóa cho sức khỏe, sử dụng rộng rãi trong ngành công nghệ dược phẩm. 2. Cách làm tỏi đen phòng chống ung thư. Về nguyên tắc, tỏi đen được lên men trong thời gian dài từ tỏi thường, có màu đen, vị ngọt. Đặc biệt, trong quá trình chế biến tỏi đen, nhất định phải có công đoạn lên men bằng bia. Quá trình từ khi bắt đầu đến lúc thu hoạch tỏi đen thường diễn ra từ 2 đến 3 tuần, tùy vào loại tỏi, nhiệt độ, kích thước. Các bước thực hiện làm tỏi đen. Bước 1. Lựa chọn củ tỏi to, kích thước đều nhau. Bóc bỏ lớp vỏ mỏng nhất ngoài cùng để loại bỏ bụi bẩn. Bước 2. Đổ bia ra một cái chậu, rồi cho tỏi vào ngâm với bia trong vòng 30 phút để tỏi ngấm đều men vi sinh. Tỷ lệ ngâm giữa bia và tỏi là một lon bia 1kg tỏi. Bước 2. Chuẩn bị một tờ giấy bạc lớn. Sau khi ngâm, vớt tỏi ra khỏi thau bia rồi xếp tỏi vào giấy bạc ngay khi tỏi còn đang ướt. Bước 4. Gói giấy bạc bao kín hết phần tỏi rồi cho vào nồi cơm điện bằng nút quan để giữ ấm trong 2 tuần. Bạn hãy dùng một lớp màng bọc thực phẩm để bọc kín xung quanh vuông nồi cơm điện, sao cho nồi càng kín càng tốt. Chú ý, trong quá trình ủ tỏi, tỏi sẽ dần dần chuyển từ màu trắng ban đầu sang màu nâu rồi màu đen. Bạn có thể mở nồi ra kiểm tra tỏi hàng ngày, nhưng không nên mở vuông quá lâu, thời gian mở vuông không quá 5 phút. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tàn phế vì viêm khớp thấp. Chủ quan trước các hiện tượng vặt vãnh như đau nhức, sưng tấy ở các đầu ngón tay, ngón chân có thể khiến bạn trở thành tàn phế. Hậu quả của chủ quan. Chị Trần Thị Lý, 45 tuổi ở 55/127 Trần Huy Liệu, Hà Nội, bị đau khớp ngón tay gần một tháng nay nên chị tích cực uống thuốc giảm đau, xoa dầu, bóp mạch gấu, nhưng các triệu chứng vẫn không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Đến khi thấy khó cử động, chị mới vào bệnh viện khám. Bác sĩ cho biết,
chị đã bị viêm khớp ở giai đoạn muộn và nguy cơ tàn phế là rất cao vì xương đã bị ăn mòn. Còn anh Trần Văn Hùng ở Phủ Lý, Hà Nam đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khi các ngón tay đã khó cử động, có cảm giác bị tê ở các đầu ngón tay, co duỗi khó khăn. Sau khi tiến hành các xét nghiệm chụp chiếu, bác sĩ kết luận phần xương khớp xương tay của anh Hùng đã bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn tới tình trạng bị tê tay, khó cử động, không điều trị kịp thời, nguy cơ tàn phế là rất cao. Ở Việt Nam, có khoảng 700 đến 800 ca mắc bệnh viêm khớp thấp mỗi năm, trong đó 80% là nữ giới ở độ tuổi từ 30 trở lên. Sau 5 năm mắc bệnh thì chỉ 40% bệnh nhân còn chức năng bình thường, 16% bị mất chức năng nghiêm trọng. Những người mắc bệnh trên 10 năm thì 40 đến 60% mất khả năng làm việc. Bác sĩ Hoàng Văn Dũng, khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, viêm thấp khớp là bệnh không gây tử vong nhưng lại gây tàn phế rất cao, làm giảm sút khả năng lao động, gây áp lực tinh thần rất lớn lên người bệnh. Nguyên nhân là do quá trình ủ bệnh khá dài, các khớp ngoại viên bị màng dịch ăn mòn theo xu hướng tăng dần, khiến các khớp xương bị tổn thương, các khớp xương dần dần biến mất do quá trình oxy hóa màng dịch. Các khớp khó hoạt động, kèm theo cảm giác tê cứng, đau nhức, các cơn đau thường diễn ra vào nửa đêm và gần sáng. Nhiều bệnh nhân thường chủ quan cho rằng đó là dấu hiệu bình thường của tuổi già, nên chỉ xoa bóp mặt gấu, cao hữu cốt hoặc uống thuốc giảm đau thông thường. Chính sự chủ quan của người bệnh khiến cho bệnh tình ngày càng nặng hơn, nguy cơ tàn phế tăng cao. Phát hiện sớm, cơ hội nhiều. Viêm khớp thấp là một bệnh khó điều trị và chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh, vì đây là quá trình lão hóa xương từ từ. Có nhiều giả thiết cho rằng bệnh này do virus, vi khuẩn. Người bệnh phần lớn là phụ nữ từ 30 trở lên. Nguy cơ tai biến của bệnh này là rất cao. Vì vậy, việc phát hiện bệnh sớm sẽ giúp cho quá trình điều trị dễ dàng, triệt để hơn. Bệnh viêm khớp cấp tính tiến triển và bộc lộ rõ triệu chứng vào những khi thời tiết giao mùa, đặc biệt là cuối thu đầu đông. Vì giai đoạn này, khí hậu trở nên lạnh giá, các cơn gió mùa đông bắc kéo về, khiến cho người mắc bệnh thường cảm thấy trong người đau nhức xương khớp, đầu các ngón tay tê mỏi như có kim châm, phần cổ tay, khớp gối, bàn chân, cột sống cổ thường đau khi thay đổi tư thế đột ngột, gặp khó khăn khi làm việc với tư thế cúi, ngồi lâu một chỗ. Ngoài ra, người bệnh còn có những triệu chứng khác như sốt cao về đêm, gần sáng, kèm theo chứng ho khan, người gầy sút, mệt mỏi, thiếu máu. Nhiều người còn bị ảnh hưởng chức năng tim mạch, dẫn tới các triệu chứng như tim đập nhanh hơn bình thường hay hồi hộp, ra mồ hôi trộm, đêm ngủ thường lo lắng, giật mình. Đẩy lùi mầm họa. Hiện nay, nền y học vẫn chưa có phương pháp điều trị bệnh viêm khớp thấp một cách triệt để, mà chỉ có thể điều trị để cho bệnh không tăng lên, giảm đau, giảm các triệu chứng khó chịu, ngăn ngừa các biến dạng và giữ gìn các chức năng bình thường của khớp, cải thiện khả năng hoạt động bình thường cho bệnh nhân. Các thuốc có tác dụng ổn định bệnh như cilopapomide, methotrexate, các loại thuốc giảm đau, nâng cao thể trạng, thường phải dùng trong thời gian dài, vì thế cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp, cần đặc biệt cẩn trọng và không nên lạm dụng các thuốc có corticoid, vì nó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như gây tổn thương gan, dạ dày, tá tràng, tăng huyết áp, suy thận. Người bệnh cũng nên phối hợp giữa việc dùng thuốc và luyện tập, châm cứu, xoa bóp để khớp được vận động linh hoạt, những bài vận động nhẹ nhàng với cường độ luyện tập vừa phải để tránh nguy cơ gây tổn thương khớp. Như đi bộ nhanh, yoga sẽ giúp tăng cường sức bền và độ dẻo dai. Với những bệnh nhân nặng, nên có chế độ điều trị đặc biệt hoặc tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định phẫu thuật, đặc biệt với người cao tuổi, người có sức đề kháng kém vì có thể có biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, người bệnh nên tránh làm việc với các tư thế xấu, làm ảnh hưởng tới khung xương giá đỡ. Tăng cường ăn hải sản để tăng cường omega 3, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giúp chống viêm, giảm đi các triệu chứng làm đau khớp. Các nhà khoa học đã chứng minh, nếu bệnh nhân ăn từ 2 đến 5 gram trên một ngày axit omega 3 sẽ giảm hẳn cảm giác đau nhức, đẩy lùi bệnh tật. Người bệnh cũng nên bổ sung thêm 1 đến 3 gram omega 6, có tác dụng ức chế sự sản sinh ra chất gây viêm. Omega 6 có nhiều trong thịt động vật và hầu hết các loại dầu thực vật. Các loại vitamin C, D, E cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại quá trình oxy hóa của cơ thể,
nên đừng bao giờ quên hoa quả và rau xanh trong bữa cơm gia đình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.